Tập 33. Độc trên người cô vừa mới giải, đường máu trong người cô e rằng vẫn còn vài chỗ chưa thông. Hay là ra ngoài kia đi dạo một chút đi. Độc còn lại trong cơ thể sẽ được giải nhanh hơn đấy. Bà ơi, bệnh của tỷ tỷ đã hết chưa? Tỷ có thể nhớ Lý Hoài ca ca không? Lúc trước khi ta giải độc cho cô ấy, ta phát hiện trong người cô ấy bị trồng một loại cổ giống ưu. Đây chính là lý do cô ấy không nhớ ra Lý Hoài. Vậy cổ giống ưu đó có giải được không vậy? Việc này nói ra khá phức tạp đấy. Cổ giống ưu không được giải, mà còn dướng vào cổ tình nhân mà lúc trước chúng ta trồng vào người quấy rồi. Cả hai kéo giãn nhau và trở nên cân bằng. Nếu muốn giải ra thì e rằng phải dựa vào bản thân quấy thôi. Cổ tình nhân lớn mạnh thì cổ giống ưu sẽ yếu đi, nó sẽ bị cổ tình nhân dần dần nuốt chửng. Nhưng nếu tiếc nhà đầu kia nhất quyết muốn quên đi Lý Hoài thì cổ giống ưu sẽ trở nên mạnh hơn và cổ tình nhân sẽ bị nuốt sạch. Đến lúc đó tiếc nhà đầu e rằng sẽ hoàn toàn trở thành một sát thủ máu lạnh đấy. Thật không ngờ cổ tình nhân mà lúc trước chúng ta vô tình trồng lại trở thành nguyên nhân quyết định vận mệnh của tiếc nhà đầu. Đúng là tạo vật trêu người mà. Hay quá, cuối cùng thì ấp ra rồi. Tiểu thư, tiểu thư Phương Vân, cha ta đã mất rồi, ta không còn tâm trạng nào, nên là ta đến kinh thành một chuyến. Ngôi nhà này ta sẽ giao cho ngươi. Nếu cảm thấy vất vả thì mọi người về nhà đi. Tiểu thư, ta sẽ cho tiền mọi người. Tiểu thư nói gì vậy? Lão già của ông với chúng ta, chúng ta nhất định giữ gìn ngôi nhà thật tốt. Chỉ cần tiểu thư ở đây, chúng ta mãi là người của Phương gia. Chờ tiểu thư về bất cứ lúc nào. Các người lùi xuống đi. Dân. Con nhất định sẽ trả thù cho cha. Long ca ca, cô đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì. Có lẽ dạo này quá mệt,
nên có một chút mất tập trung thôi. Đang lo lắng cho tỷ tỷ à? Thật ra ta có thể thấy được Quỳnh rất thích tỷ tỷ. Ta có thích hay không không hề quan trọng đâu. Quan trọng nhất là trong lòng cô ấy không hề có ta. Hôm đó cô ấy không ngừng hỏi ta rốt cuộc Lý Hoài là cái gì của cô ấy. Tại sao khi nhắc tới Lý Hoài thì trong lòng cô ấy lại đau. Lúc đó ta đã biết rằng Lý Hoài trong lòng cô ấy rất quan trọng cỡ nào. Ta đã từng nghĩ rằng nếu như cô ấy sau này không nhớ ra được những chuyện xưa thì có lẽ ta có cơ hội. Xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Thật ra không nên ích kỷ như vậy đâu. Tình yêu vốn dĩ ích kỷ mà. Chúng ta đều hy vọng người mình yêu thuộc về mình. Những tham vọng chiếm hữu này đôi lúc cũng đáng sợ đấy. Lâm ca ca có biết không, có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Một tình yêu không thuộc về mình, chẳng thà buông tay, đây cũng là một cách yêu đấy. Cảm ơn mùi đã cho ta cơ hội nói ra hết những tâm trạng trong lòng của mình. Quỳnh đã cứu vô thương nhiều lần như thế, ta có thể giúp được Quỳnh thì đã vui lắm rồi đấy. Tiểu gia đầu này, vì Lâm ca ca đi uống rượu đây. Lâm ca ca, người Quỳnh yêu là tỷ tỷ, nhưng vô thương là yêu Quỳnh. Vô thương không yêu cầu Lâm ca ca biết được tình yêu của mình, chỉ mong rằng Lâm ca ca có thể vui vẻ là được rồi. Mơ màng gì thế? Những lời lúc nãy hai người nói ta nghe hết rồi. Người ta đã đi rồi. Nếu cháu thích thì mau đuổi theo đi. Không có đâu bà, nghe lời bà đi. Nếu thực sự thích thì nhất định phải cố gắng theo đuổi. Nếu cháu không nói ra thì làm sao người ta biết được chứ. Tiền bối, tâm trạng người có vẻ vui đấy. Còn phải nói sao? Có chuyện gì mà vui hơn đoàn tụ chứ? Đúng rồi, tiền bối. Thật ra cháu cảm thấy nếu hai ông cháu đều có thời gian, không biết ông có chịu nhận cháu làm đệ tử không? Cháu à, ta không nhận đệ tử đâu. Tại sao vậy? Tiền bối, ta đã xem qua vũ công của ông rồi, thật sự rất lợi hại. Cháu cũng là người mê võ, và cháu rất thích học võ. Chẳng lẽ ông cảm thấy cháu không đủ tư cách? Vậy ông thấy cháu có chỗ nào sai thì bảo đi, cháu sửa ngay đấy. Không phải vì cháu. Vậy thì vì sao ạ? Cháu hiểu được bao nhiêu đối với ông lão này đây? Cháu chỉ biết hai ông bà là sát thủ vô cùng lợi hại thôi. Sau này hai người cảm thấy dính quá nhiều máu nên đã quy ẩn giang hồ, đổi nghề hành y. Đúng rồi, tại sao tiền bối lại được gọi là Công Tôn Vô Thắng vậy? Cái tên Công Tôn Vô Thắng này có gì là sai đâu? Không có gì sai cả. Rất nhiều đại hiệp đều thích được một cái tên lợi hại như vậy, kiểu như rất có khí phách đấy. Nhưng tại sao tiền bối lại lấy tên Vô Thắng nhỉ? Nếu cháu muốn biết nguồn gốc của cái tên ta thì ta sẽ nói cho cháu biết thôi. Ta họ Công Tôn, tên là Bại, tự là Vô Thắng. Thua rồi, lại thua rồi. Tại sao?
Tại sao ngươi nhất quyết cứ chọn những người mạnh hơn để thách đấu chứ? Thách đấu? Không phải là thi đấu với những người mạnh hơn mình sao? Nếu như thắng được người yếu hơn thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì chứ? Nhưng tính luôn ta thì ngươi đã thua 4 lần rồi. Người xưa có câu: bất quá tam. Nếu ngươi tiếp tục thua thì sẽ bị trêu cười đấy. Sao ngươi giữ được địa vị trên giang hồ đây? Tuy rằng đã thua, nhưng ta sẽ không bị trêu cười đâu. Tại vì ta sẽ không bao giờ thua nữa đâu. Ngươi không thách đấu người khác nữa sao? Không có ai để đáng thách đấu nữa đâu. Vậy số lần thua của ngươi sẽ không tăng lên nữa. Đúng vậy. Sống như ngươi đúng là độc nhất vô nhị rồi. Bắt đầu từ hôm đó thì ta không thách đấu dài nữa. Tiền bối, cả đời này người đã thách đấu bao nhiêu cao thủ rồi? Ngoài Thiên Cơ lão nhân ra, Tôn Bạch Pháp đã mất tích từ lâu, Dạng Thanh tiên sinh đức cao vọng trọng ra, tổng cộng ta đã thách đấu 4 người rồi: Tiêu Sơn kiếm thần, Vũ Đan trung nhi, Cung Luân quyết kiếm, Phi kiếm hiệp Hoàng Ngọc. Tiền bối à, họ đều là những nhân vật danh tiếng nhất trong giang hồ đấy. Vì trẻ tuổi luôn luôn muốn tranh giành gì đó. Trên đời này có hai việc vô kỵ nhất: thứ nhất là danh lợi, thứ hai là thắng thua. Nhưng lại có rất nhiều người thích tranh giành. Tiền bối, lúc người còn trẻ cũng suy nghĩ như thế à? Đúng vậy. Nếu như là 40 năm trước, ta sẽ vì danh lợi đến mức sống vì thắng thua. Nhưng bây giờ thì ta sống vì bản thân thôi. Cũng đúng đấy. Nếu như sống vì giang hồ thì ta sống vì bản thân thì hơn. Vì thế cháu biết tại sao ta không nhận đồ đệ rồi chứ? Cháu biết rồi ạ. Ông hy vọng cháu không bị hai chữ vô công làm ảnh hưởng tới mình. Cháu muốn quên đi danh lợi và muốn cháu đừng so đo thắng thua làm gì. Đúng vậy. Đây chính là kinh nghiệm ta có được trong cuộc đời. Hy vọng cháu nhớ lấy. Yên tâm, cháu nhất định sẽ nhớ à. Tiền bối, bây giờ ông thật sự không có chút dục vọng gì sao? Tiền, danh lợi, người yêu là những thứ ta khao khát trong cuộc đời này. Ta đều có đủ rồi. Ta không cầu mong gì và không cần thêm gì cả. Thứ ta muốn chỉ là sự đạm bạc, yên tĩnh, vui vẻ. Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ. Thái Nguyệt, lời quân đã nợ mùi. Uổng công huynh cứ tưởng Trần mình rất thông minh. Bây giờ quân mới biết rằng cái chuyện hôm ấy của mùi không phải muốn giết quân, mà là mùi muốn cứu quân. Đủ rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Mùi đang nói gì vậy? Quân là Lý Hoài đây. Lý Hoài ư?
Thái Nguyệt. Thái Nguyệt cô nương. Thái Nguyệt. Đã đi, đừng nhớ. Đi theo Nguyệt. Xem ra lần này quấy đi thật rồi. Ta nghĩ cũng nên quên quấy đi. Nhưng ta phải quên quấy bằng cách nào đây? Thì tỷ bố đi rồi. Sao tỷ không nói với cháu tiếng nào chứ? Đồ ngốc à, cháu không cần lo lắng đâu. Tiết Nha Đầu là nguyệt thần danh tiếng trên những hồ đấy. Bỏ đi như thế cũng rất hợp với phong cách của nó. Đúng vậy, đi đi. Không còn sớm nữa đâu. Chúng ta đi ăn cơm đi. Hay gì tiền bối? Thật ra cháu cũng tính cáo tử với hai người. Cháu cũng muốn đi nữa sao? Đúng vậy. Cháu đã ở Thiên Nhà Hải Cát rất lâu rồi. Cháu nghĩ cũng đến lúc phải đi ra ngoài rồi. Nhìn xem giang hồ như thế nào. Người trẻ tuổi đúng là nên sống phải ở ngoài giang hồ nhiều hơn. Còn trẻ phải trải nghiệm những bão táp giang hồ. Nếu không trải nghiệm thì sao có thể trưởng thành được chứ? Long ca ca, Quỳnh có thể ở lại thêm một thời gian nữa không? Vô Thương, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn đâu. Nói thật ta ở đây thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Còn cô, khó khăn lắm mới đoàn tụ được với hai vị tiền bối. Cô nên hưởng thụ thời gian bên người thân đi, để bù đắp lại sự đau khổ chia ly lúc trước. Nhưng mà thôi được rồi. Hai vị tiền bối, Long Vật thật sự rất cảm ơn hai người đã chăm sóc cháu. Trong thời gian này, Long Vật cáo từ. Ông đấy. Long ca ca, sao cô đi chậm thế? Ta ở đây đã quên lâu lắm rồi đấy. Vô Thương, sao mùi lại đây vậy? Khó khăn lắm mới đoàn tụ được với công tôn tiền bối, thì đáng ra mùi phải ở bên cạnh họ mới phải chứ. Đáng lẽ thì tôi cũng nghĩ như huynh vậy. Nhưng bà nói trên những hồ to lớn thế này thì nên ra ngoài đi. Ta cảm thấy bà ta nói có lý, nên là ta đuổi ra đây. Hơn nữa, nếu như hai chúng ta đi cùng nhau thì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau rồi. Để như hôm nào Quỳnh lại muốn hái thạch nhĩ ngàn năm gì đó, Quỳnh gặp nguy hiểm thì sao đây? Ta nói cho mùi nghe, giang hồ nguy hiểm lắm đấy. Lỡ như mùi sẽ ra chuyện gì thì ta sao ăn nói với công tôn tiền bối đây? Có Long ca ca đây rồi, Quỳnh sẽ bảo vệ mùi mà. Ta phục mùi rồi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Ta muốn đến Simla. Tại sao cô lại muốn đến nơi xa thế? Vì lần trước chuyện của Quan Mạng Na Lại và Thái Phổ vẫn chưa kết thúc. Ta đến thân tới đó để xem tình hình ra sao. Quan Mang Thế Thị ra hệ thống gì nữa? Bẩm công công, vừa mới nhận được tin Hàn Tuấn chết rồi.
Lý Mạn Thành cũng đi Sơn Thành rồi. Bây giờ ba cha con Lý Mạn Thành đã tới ngoài kinh thành rồi. Sắp tới nhà rồi đấy. Tại sao chuyện này cô mày báo trước cho ta vậy? Ta đủ đảm dứt đi các người có tác dụng gì nữa chứ? Tiền tử đằng qua đến đây. Dân. Công công, thuộc hạ tới rồi. Thuộc hạ tham kiến công công. Đi, bất thường quan hoại gì đây cho ta. Bọn chúng không tìm được kho báu, chúng ta sẽ tự tìm. Thuộc hạ có một kế này. Lão gia về rồi à? Cuối cùng thì mọi người cũng về rồi. Sao lại phiền công chúa đích thân ra đón thế này? Con trai ta phiêu bạc bên ngoài lâu như vậy, lần này cuối cùng cũng đã về rồi. Đương nhiên ta phải tới xem con ta bình an hay không. Nếu thiếu sự lâu nào, người làm cha như chàng khó tránh khỏi trách nhiệm đấy. Mẹ, mẹ, con rất khỏe. Con cũng biết mẹ là mẹ của con sao? Hôm đó con giấu mẹ, thông đồng với cha con rời khỏi nhà. Sao con không nhớ nói chuyện ta là mẹ của con đi? Thật là, sao cái tốt thì không học mà lại học thối xấu của cha con như vậy chứ? Những người không biết, con lại tưởng rằng con là con rơi, không có cha mẹ dạy dỗ đấy. Mẹ. Công chúa, bọn ta vừa mới về phủ, xuống dọc đường mệt mỏi rồi. Nếu có chuyện gì, chúng ta để hôm khác nói chuyện đi. Phải rồi, cha của Phương cô nương vừa qua đời rồi, cho nên ta đưa quái về phủ để quái ở đây một thời gian. Lý Trung, mau đưa Phương cô nương và Thiện Nhi đi chuẩn bị phòng đi. Cha, không biết Dương Khoa nhà chúng ta bây giờ thế nào rồi. Thì ra cha luôn hối hận khi con ra đời, đã không trồng cây rã hương trong vườn, lo rằng khi con gái gả vào chồng tương lai không có hộp làm bằng gỗ rã hương làm của hồi môn sẽ bị người khác coi thường. Bây giờ những thứ như hộp rã hương con không cần nữa, con chỉ muốn cha ở bên cạnh con thôi. Mùi mùi đúng là tao nhã. Không biết trong Lý Phủ ở có quen không nào? Sao cô lại tới đây? Mùi có muốn báo thù không? Bây giờ ta sẽ cho mùi một cơ hội tốt. Cơ hội gì? Ta muốn mùi giả vờ bị ta khống chế, sau đó ép Lý Hoài dẫn chúng ta tới nơi có kho báu. Ta không hiểu ý cô. Nơi có kho báu thì liên quan gì tới việc báo thù của ta đây? Tới lúc đó ta sẽ tung tin tức về nơi có kho báu, sau đó Nguyệt Thần sẽ bị dụ xuất hiện, rồi ta sẽ nhốt cô ta đến chết ở nơi giữ kho báu. Còn ta lấy kho báu ra, mùi báo được thù cho mùi, thế chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao? Căn bản là không có nơi giữ kho báu mà. Chỉ là các người không hiểu được sự quyền diệu trong đó thôi. Có kho báu hay không, cô không phải lo đâu. Cô chỉ cần làm theo lời ta nói là được rồi. Đây chính là cơ hội hiếm có. Nếu mà để lỡ thì sẽ khó có thêm lần nữa đấy. Ta đồng ý. Tới lúc đó sẽ cần cô cùng ta diễn ra một màn kịch hay. Nếu đã về rồi thì đừng cứng đầu nữa. Làm việc đến đâu rồi? Chuyện ta muốn làm đã bao giờ hỏng việc chưa? Phía bên Phương Khả Khả và Cao Công Công đều đã trúng kế rồi. Tiếp theo chúng ta chỉ cần tung tin truyền đến tay Nguyệt Thần, khiến Nguyệt Thần Cung phải đấu đá với bọn người Cao Công Công. Còn chúng ta sẽ lập ngư ông đắc lợi. Tốt lắm.
Nhưng bọn Cao Công Công không dễ đối phó như muội tưởng đâu. Tuyệt đối không được để lộ sơ hở, phải chú ý tới sự an toàn của mình. Có Quỳnh ở đây, ta còn sợ cái gì chứ? Khởi bẩm thánh chủ, công chủ đã về rồi. Sư phụ, con đã về rồi. Tốt, con hãy nghỉ ngơi vài ngày đi. Đợi khi khỏe lại, chúng ta sẽ làm chuyện chúng ta nên làm. Vâng. Thái Nguyệt, mùi đang ở đâu vậy? Mùi vẫn ổn chứ? Ta không biết làm thơ hay nói ra những lời cảm động, nhưng ta đã ghi lại thời khắc vui đẹp nhất. Mật thám ta phái tới người thần cung đã gửi thư về. Họ nói Thiết Thái Nguyệt vốn dĩ không hề chết, hơn nữa bây giờ đã trở thành Nguyệt Thần Cung. Không hổ là Nguyệt Thần, không ngờ như thế mà vẫn không chết. Không phải muội nói độc của muội thiên hạ không có ai có thể giải được sao? Không, thế gian này duy nhất chỉ có hai người giải được thôi, đó chính là vợ chồng Công Tôn, được mệnh danh là Giang Hồ Ngư Y Lệnh. Lần trước ở Trại Tình Nhân, chính là họ ra tay cứu giúp, nhiều lần phá hỏng kế hoạch của ta. Ta thấy đã tới lúc diệt trừ hai lão già đó rồi. Cô tìm tôi có việc gì? Tôi đến vì muốn nói với cô, Thiết Thái Nguyệt vẫn chưa chết. Không ngờ cô ta vẫn chưa chết. Cô ta đang ở đâu vậy? Cô ta đang ở Nguyệt Thần Cung. Vậy ta sẽ đi tìm cô ta. Cô bây giờ có phải là đối thủ của cô ta không? Không phải vội đâu, cứ làm theo kế hoạch đi. Để đến khi thành công rồi thì ta sẽ giao Thái Nguyệt cho cô, tùy cô xử lý. Quỳnh rốt cuộc là ai? Cô đừng nói gì vậy? Ta là Lý Hoài đây. Lý Hoài? Ta là Lý Hoài đây. Thái Nguyệt. Sư phụ, sư phụ,
Đừng nghĩ gì vậy. Không có gì à? Nội công của con sắp vượt ải rồi. Con nhất định phải để tâm thanh tịnh, dứt bỏ mọi tạp niệm. Nếu không thì con sẽ uổng công dưới đấy. Đệ tử hiểu rõ. Đi nào. Không ngờ nơi này không lớn mà bán rất nhiều thứ. Có rất nhiều hàng quá nữa. Phải. Nơi này rất nhiều người bán hàng. Thương nhân cũng đặt chân tới. Cho nên là nơi này rất náo nhiệt đấy. Nếu thứ gì mới mẻ, bộ cứ bảo ta đi. Tại vì nơi này là địa bàn của ta đấy. Giờ ta sẽ mua tặng một thứ. Thật sao? Sao vậy? Ta vừa nhìn thấy Tiết Văn sư tỷ. Xem ra chuyện này giống như chúng ta nghĩ rồi. Có liên quan tới người thần cung. Sao cơ? Cô ta ở đâu rồi? Sư tỷ vừa đi qua đây. Ta đoán qua màn đã sắp nở rồi. Người thần cung mới phải Tiết Văn cô nương đến đây. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cứ bám theo xem sao đã. Tình hình qua mạng Đà La bây giờ thế nào rồi? Vẫn còn vài ngày nữa qua Đà La sẽ nở. Nhưng gần đây sẽ ra một chuyện kỳ lạ. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Xung quanh qua mạng Đà La có rắn xung quanh. Giờ bọn ta chết rất nhiều người rồi. Ta nghe nói từ cổ chí kim, nơi bảo vệ vật của trời xanh thế đều có linh thú bảo vệ. Có thể qua mạng Đà La này cũng là như vậy đấy. Cô bộ lạc của bọn ta một lòng dựa dẫm vào người thần cung. Đợt này bảo vệ của bạn Đà La cũng sẽ dốc hết tâm sức. Mong cô sau khi quay về có thể nói tốt với bọn ta vài câu được không? Sớm ngày dẫn bọn ta ra khỏi Sim La, đi một nơi an cư lập nghiệp ở Trung Nguyên. Không cần phiêu bạc như vậy nữa. Yên tâm đi. Lần này ta đến là theo lời dạng của sư phụ. Để đến khi đại sự thành công, trở thành bá chủ vô Nam Trung Nguyên, đương nhiên sẽ không phụ các ngươi đâu. Chỉ là mấu chốt của chuyện này nằm ở chỗ của Mạng Đà La. Nếu xảy ra một chút sơ hở nào thì ý định của chúng ta sẽ tiêu tan thành mây khói đấy. Cô yên tâm đi ạ. Thái phổ ta nhất định giúp sức bảo vệ của Mạng Đà La. Lát nữa người hãy dẫn ta đi xem qua Mạng Đà La. Giờ ta giúp người loại bỏ đáng độc này, đề phòng sẽ ra sơ hở. Cảm ơn cô. Qua Mạng Đà La cách 5 dặm về phía nam của lạc bộ ta, muốn đến rất thuận tiện thôi. Trong giang hồ, việc tranh quyền đoạt lợi vốn như là chuyện hết sức bình thường thôi. Nhưng nếu việc thần cung thực sự quyết định gì mà dùng qua Mạng Đà La để xâm phạm vô Lâm Trung Nguyên, chuyện đó thật quá bị ổi rồi. Hơn nữa ở Sim La còn có qua Mạng Đà La Dương. Nó chứa kịch độc không ai sánh được. Nếu bọn chúng có được trong tay, e rằng đối với vô Lâm Trung Nguyên sẽ là một kiếp nạn lớn đấy. Khi ta mới vào nguyên thần cung, ta tưởng đó là một nơi tốt, thu nhận các cô gái không có nhà ở trong thiên hạ. Không ngờ họ lại có ý đồ khác nữa chứ. Cũng không biết bao nhiêu người vô tội đã bị lợi dụng rồi. Chuyện quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ chính là phá hủy của Mạng Đà La. Vô Thương, chúng ta qua bên kia xem nào. Ở phía trước ư? Đi nào.
Khó xịt. Nguy hiểm thật. Nếu lúc nãy nồng độc dính trên người rồi thì có lẽ mất mạng đấy. Nhưng Dương Thương à, châm pháp giờ nãy của muội. Lúc sắp rời khỏi nhà, ông và bà đã dạy ta châm pháp đề phòng đấy. Hai ngày nay ta lén luyện tập, cũng đã có lúc dùng tới rồi. Thật không ngờ. Thật sự ta không ngờ kẻ bám theo bọn ta thật sự là ngươi. Ta cũng không ngờ bạn thân đã cùng ta trưởng thành lại là một kẻ có giả tâm như vậy. Có giả tâm? Ngươi có biết trường mưa bây giờ đã không còn được mưa như trước đây nữa không? Đấu đá trong bộ lạc để bọn ta vô đường cùng rồi. Không chỉ mất đi quyền kiểm soát rừng, thậm chí đứng đây canh tác càng ngày càng ít đấy. Bọn ta không còn được đi rồi. Nếu không, cần gì lại nổi tới đây chứ? Về tương lai bộ tộc, ai chịu trách nhiệm đây? Điều của ép ta, bọn ta thật sự không còn được nuôi nữa rồi. Người của bộ tộc phải tiếp tục sống chứ. Ai cũng phải sống tiếp. Nhưng tuyệt đối không phải lấy mạng của người khác làm cái giá đâu chứ. Hãy tin ta đi, nhất định sẽ có cách khác. Nếu không phải bọn ta vào đường cùng rồi, cần gì bọn ta liều mạng như vậy chứ? Thái phổ, hãy tin ta đi, chúng ta nhất định tìm được cách khác mà. Mau đi đi. Cẩn thận. Long ca ca, đi thôi. Tuyệt đối không được để bọn chúng lộ tin tức này. Truy. Long Dật, ta không muốn làm ngươi bị thương đâu. Ngươi hãy theo ta đi. Sau khi đại sự thành công, ta sẽ trả tự do cho ngươi. Truy. Dân. Long Dật, xin lỗi ngươi. Ta chỉ có thể dẫn người của bộ tộc sống tiếp thôi. Đi bên này. Thứ đám người Thái Phổ đang dùng chính là thuật bám theo của người Simla. Ta hiểu rất rõ. Chúng ta đi bên kia. Đi nào. Không đúng. Chỉ nhau tìm đi. Dân. Long ca ca. Vô Thương, với tốc độ này của chúng ta, bọn họ sẽ đuổi kịp đấy. Một phải đi trước đi. Ngươi nói ngốc gì vậy? Ta sẽ không đi một mình đâu. Muốn đi, cả hai cùng đi chứ. Nhà đồ ngốc này, nếu mùi còn kéo dài nữa thì hai chúng ta sẽ chết đấy. Đi đi, được rồi, đi đi mà. Quỳnh không cần nói nữa. Chúng ta nhất định kiên trì, giờ chúng ta có thể thoát được mà. Tập 34. Quỳnh nó ngốc hết gì vậy? Bộ sẽ không đi một mình đâu. Nếu đi thì chúng ta cùng đi đi. Nhà đầu ngốc, bộ đi cùng ta thì cả hai chúng ta đều sẽ bị bọn họ mất mất đấy. Đi thôi. Được rồi, đi nào. Quỳnh đừng nói gì nữa. Chúng ta hãy cố gắng một chút đi. Chúng ta nhất định sẽ có thể thoát khỏi đây mà. Bên đó, đuổi theo. Đi mau.
Kha Khả, Mùi sao vậy? Người đâu? Thiếu gia, mau đi gọi đại phu đi. Dừng. Không cần gọi đại phu đâu, ta không sao. Mau đi đi. Dừng. Qua bên này, ta sẽ dần công điều trị giúp Mùi. Ta không sao đâu. Nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Dì mau uống chút nước đi. Như vậy là bị làm sao vậy? Chúng ta không khỏe đâu. Nào. Kha Khả. Kha Khả. Mùi làm sao vậy Kha Khả? Chính gì đâu? Bẩm công chúa, nghe nói thiếu gia hiện đang ở trong phòng phủ cô nương. Sao nó ngày nào cũng chạy tới phòng của nhà đầu đó vậy? Chuyện này truyền ra ngoài thì còn hệ thống gì nữa đây? Nghe nói phương cô nương bị ốm, vì vậy chính thiếu gia luôn ở bên cạnh chăm sóc không hề nghỉ ngơi. Thân là hoàng tộc, còn là hậu nhân của Lý gia, để làm mấy chuyện của đầy tớ. Con nhà đầu đó chẳng qua chỉ là một kẻ sa cơ thất thế không cha mẹ, để nó vào Lý gia là một ân huệ vô cùng lớn rồi. Không lẽ là còn muốn gả vào phủ sao? Cậu chính nhìn đến đây cho ta. Dân công chúa. Chắc bọn họ không đủ nữa đâu. Tỉnh lại đi, Long ca ca. Tỉnh lại đi, Long ca ca. Long ca ca. Long ca ca. Quân yên tâm, quân nhất định sẽ đưa quân ra khỏi đây. Quân hãy gắng gượng một chút đi. Nào, kiên trì một chút nào. Khả Khả thế nào rồi? Để ở bên cạnh mới cả ngày rồi. Để cũng nghỉ ngơi một chút đi. Để ra chăm một chút cho. Để quên chăm sóc ư? Quên đừng quên rằng Khả Khả rốt cuộc vì cái gì mới rơi vào tình cảm như thế này. Đại ca, nếu quân đã không yêu mùi ấy, vậy quân hãy đoàn tuyệt luôn đi. Đừng cho mùi ấy một chút cơ hội nào cả. Nếu không thì bất kỳ hành động nhỏ nào của quân cũng sẽ dấy lên làn sóng lăn tăn trong lòng mùi ấy đấy. Một nụ cười của quân có thể đẩy mùi ấy vào tình cảnh không thể phục hồi. Dù đệ có tốt cho mùi ấy thế nào, chỉ cần quân xuất hiện trước mặt mùi ấy, thì đối với mùi ấy là cả với đệ, đó chính là một sự quấy rầy. Nếu quân thật sự quan tâm mùi ấy, thật sự quan tâm đến người đệ đệ này, xin quân hãy tránh xa mùi ấy một chút đi. Lý Chính à, ta coi Khả Khả giống như một người em của mình. Mùi ấy mãi mãi sẽ là một người bạn tốt nhất của ta. Có lẽ quân có thể quân minh chính đại coi mùi ấy là bạn, nhưng còn mùi ấy thì không thể. Đệ không can tâm nhìn bộ dạng đau buồn của mùi ấy đâu. Ta hiểu rồi. Thiếu gia, công chúa gọi người của nó một chút.
Người nói với mẫu thân ta, tạm thời không thể đi được, sáng ngày mai ta sẽ thỉnh an người. Thiếu gia, xin ngài đừng làm khó dễ nô tỳ nữa. Công chúa cũng chính là gì, ngày nào ngài cũng tới đây, nên nói giận lôi đình đấy, bảo nô tỳ tới đây tìm người. Nếu ngài không đi thì lát nữa sợ rằng công chúa sẽ tới đây. Quỳnh có thể chăm sóc mỗi một chút rồi, nhưng đừng quên rằng những lời để nói lúc nãy đấy. Đi thôi. Tiểu nha đầu, mau tỉnh lại đi. Xem ra Lý Chính thực sự rất yêu Mùi, ngày càng sâu đậm. Vì chuyện của hai người, sau này ta thực sự phải chú ý rồi. Lục ca ca, mẫu thân, Di thần biết người để nói gì. Con cũng biết người nuôi con Vương Ca Cả, nhưng con phải nói với người rằng con yêu mùi ấy, con sẽ lấy mùi ấy. Con, mẫu thân, con trai người cũng không hề cao quý hay ưu tú gì, người đừng đánh giá con cao quá. Thậm chí con còn có một chút hèn mọn đấy. Trên thế giới này có mấy người là thực sự kính trọng con, hay do con là hoàng tộc, là hậu nhân của tướng Lý Phi Đao? Ra ngoài dạng một giọng như vậy, ngoài thân phận này, dường như không có gì đúng với con rồi. Ta không cho phép con coi thường bản thân mình như vậy. Con chính là con trai đức ai công chúa ta. Ông ngoại con đã được kim thái thượng đấy. Mẫu thân, con xin người đừng từ chối bản thân mình như vậy nữa. Là hoàng tộc thì đã sao đây? Người là không có được tấm chân tình của người mình yêu. Người năm đó như vậy thì bây giờ con cũng thế thôi. Chính nhị, mẫu thân à, nếu người thật lòng yêu con, hãy cho con cơ hội để con có thể tự mình lựa chọn đi, để con tự theo đuổi người mình yêu thương. Người không cần nói gì cả, cũng không cần làm gì, chính là tình yêu tốt nhất dành cho con rồi. Chính nhi, mẫu thân không thể để con giống như mẫu thân vậy. Nếu con thực sự yêu cô ta thì mẫu thân sẽ thất thành cho con. Cảm ơn mẫu thân. Công công, Độc Dương, sao cô lại xông vào Lý gia ta, đồng thời đưa khách quý của chúng ta đi? Lý đại hiệp thế này,
chính là muốn ức hiếp một người con gái yếu đuối như ta rồi. Nếu Độc Dương là người con gái yếu đuối, thì cái cô gái trong thiên hạ này sẽ coi là gì đây? Ta khuyên ngươi nên đầu hàng đi, thì ta nhất định cho ngươi con đường sống. Con đường sống sao? Để nào tính đâu qua ta sợ sao? 12 âm hồn, Lý Hoài, nếu như ngươi muốn cứu cô ta, vậy hãy dùng bản đồ kho báu Kim Tiền Bang để đổi đi. Tất cả người trong thiên hạ đều biết bản đồ kho báu bị ta đốt rồi. Hơn nữa, bên trong cái gọi là kho báu gì đó chỉ có một mình Thiên Cơ lão nhân thôi. Cho dù bản đồ kho báu thực sự bị đốt, nhưng mà ngươi biết vị trí cụ thể của kho báu. Nếu không, ngươi đưa ta tới vị trí cụ thể của kho báu đi. Giờ sau khi tìm thấy kho báu rồi, thì Phương Khả Khả nhất định sẽ sống thôi. Tiếp xúc với Độc Dương cô, ta thấy cho dù có dao kho báu vào trong tay cô, thì Phương cô nương chắc chắn cũng sẽ chết thôi. Lý Đại Hiệp lẽ nào cho rằng người trên thế gian này đều giống mình là một kẻ nguyên quân tử sao? Chuyện tới đồng qua ta đã đồng ý rồi, thì ta nói được làm được. Ta cho ngươi một thời gian, một ngày để suy nghĩ. Giờ ngọn ngày mai gặp mặt ở đội Tổng Dương ngoài thành. Nếu không thì các ngươi cứ đợi và nhận xét của ta đi. Đi. Tiện Nhi, không cần đuổi theo đâu. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Mùi mùi cũng thật lợi hại, còn có thể lừa cả tên tiểu tử Lý Hoài. Từ nhỏ tôi lớn lên cùng Lý Hoài, trong bụng quân ấy nghĩ gì ta đều rất rõ đấy. Muốn lừa quân ấy thì nhất định không phải chuyện khó đâu. Vậy tiếp theo còn làm phiền mùi mùi chú ý che giấu thân phận của mình, đừng để Lý Hoài nhận ra. Nếu không mùi muốn báo thù thì khó đấy. Che giấu thân phận kiểu gì đây? Đi thôi. Đại ca, không phải ta bảo quân chăm sóc cho mùi ấy mà sao đã bị bắt đi rồi? Lúc đó chính vì điện trách đại ca con. Độc Dương tử đằng qua này rõ ràng có chuẩn bị từ trước rồi. Ban nãy ta lờ mờ nghe thấy cô ta gọi một tiếng Cao Công Công. Nếu không ngoài dự kiến, đây rõ ràng là Cao Công Công của Đông Sưởng. Đã nói với họ rồi, ở nơi đó vốn gì chẳng có kho báu gì cả. Bọn họ sống chết cũng không tin. Nếu đã không có kho báu thì quân đưa họ đến đây cất giấu đi. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất là cứu Khả Khả dậy. Giờ chỉ có thể đi nước cờ nguy hiểm thôi. Chúng ta chỉ nhau hai đường. Giờ còn ngày mai, cô tới đợi Tùng Dương giữ chân tử đằng hoa. Thí Gia Gia, ngày mai làm phiền người dẫn thêm một nhóm người lấy dao đồng sự cứu người. Chúng ta dương độc kích tay. Thiết thúc. Có. Vì làm theo lời thần nhi nói đi. Dân. Vậy ngày mai con và thiết thúc cùng nhau lãng vào đồng sự cứu người. Được. Mọi người nhất định phải cẩn thận đó. Yên tâm đi. Chuyện làm tới đâu rồi? Đã đưa Phương Khả Khả ra thì không sợ tới Lý Hoài đó mất câu đâu. Tốt lắm. Giờ ta lập tức phái người truyền tin cho Nguyệt Thần Cung. Như vậy sẽ khiến người của Nguyệt Thần Cung và Đông Sưởng tự đấu đá với nhau. Đến lúc đó chúng ta có thể là ngư ông đắc lợi rồi. Màn kịch này đã tới lúc hấp dẫn rồi đấy.
Bọn con vừa mới nhận được thông tin, tối qua độc dương tới đồng qua lấy nhà Lý Phủ, bắt Phương Khả Khả đi, ép đi Hoại đem người của đồng xưởng đến cô báo của Tượng Quan Kim Hồng. Thái Nguyệt, con thấy sao? Người đồng xưởng dòm ngó cô báo của Tượng Quan Kim Hồng đã lâu, lúc này ra tay nên cẩn trọng mới phải, nhưng chúng lại để tin tức truyền ra ngoài, ác hẳn có ý đồ gì khác rồi. Được, nếu như chúng đã muốn cùng chúng ta diễn một màn kịch hay thì lúc đó ta cứ hậu vậy. Xem ra Lý Hoại này cũng rất quan tâm đến Mùi Mùi đấy. Người đâu? Người yên tâm, chỉ cần ngươi đưa bọn ta đến nơi cất giấu kho báu thì tự khắc ta sẽ thả người thôi. Đi thôi. Thiết Gia Gia, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Đổi y phục cho bọn họ, vậy chúng ta lao vào đóng xưởng. Đặt rồi, bỏ tay ra đi. Bỏ tay ra đi, nhanh lên nhanh lên. Đặt lại đặt tiểu đi, rồi giơ tay lên. Bỏ lên nào. 3, 2, 1 nào. Tiền đâu? Nhanh lên. Đi thôi. Khả Khả, Khả Khả, chết rồi. Chúng ta trúng kế rồi, mau đi thôi. Không ngờ Đường Đường là truyền nhân của tiểu Lý Phi Đao mà không biết giả trò tiểu nhân đấy. Ngươi cứ dẫn chúng ta đi vòng vòng chỗ này, chẳng lẽ ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Để Lý Mạn Thanh đến đồng xưởng cứu người sao? Công công đã biết là các ngươi sẽ giả trò này, vậy nên ngày ấy đã bày thiên la địa võng ở đồng xưởng rồi, cho chúng biết thế nào là một đi không trở lại. Trông người có vẻ thông minh đấy nhỉ. Ta nói cho người biết nhé, một ngày ta chưa nhìn thấy Vương Kha Khả thì ngày đó người cũng sẽ không tìm được kho báu đâu. Chuyện này không phải là do người quyết định đâu, ta đã giấu Vương Kha Khả từ lâu lắm rồi. Nếu người ngoan ngoãn đưa chúng ta đi tìm kho báu thì đảm bảo là người sẽ được thấy một Vương Kha Khả bình an vô sự. Cười bóng độc dương, Thiết Ngân Y và Lý Chính đột nhập sân vào đông xưởng không thành. Thiết Ngân Y đã bị thương và bỏ chạy rồi. Sao nào Lý Hoại, ngươi còn chưa tin à? Có đi không đây? Thiết Thúc, Thiếu Chủ, chính gì phụ thân, vốn chỉ cứ tưởng đã tìm được cô ấy rồi, nhưng không ngờ chỉ là một thích khách đóng giả cô ấy. Hơn nữa còn trúng mai phục của địch. Nếu không nhờ Thiết Gia Gia phát hiện chúng có gì đó bất thường thì e là hôm nay không về được rồi. Được, không sao là tốt rồi. Thiếu Chủ, ngài định xử trí như thế nào đây? Cao Công Công và Tử Đằng Hoa một khi liên thủ với nhau rồi thì không phải là chuyện nhỏ đâu. Có điều ta nghĩ mục đích của bọn chúng chỉ là một mà thôi, chính là lợi dụng Thiền Nhi để tìm kho báu. Đây Phương Khả Khả đã rơi vào tay chúng, giờ chúng ta cho dù có giúp được chúng tìm kho báu thì chúng tuyệt đối sẽ không giao người dễ dàng như vậy đâu. Vì chúng ta không thể chậm trễ được nữa, chúng ta vào đi cứu họ thôi. Chúng ta đi ngay. Chính Nhi,
Con mau hồi phủ chăm sóc mẫu thân con tốt đi. Phụ thân, con muốn đi cùng mà. Thêm một người, chỉ thêm một phần sức lực thôi. Không được, con không được đi đâu. Phụ thân, con muốn đi cứu đại ca và Phương Khả Khả. Chính Nhi, điều này không giống như lần trước đâu. Đối thủ mà chúng ta gặp phải, nếu có thể là cao thủ, có thực lực sai với chúng ta đấy. Ta đi cùng thiếu gia gia của con, có lẽ sẽ có thể tự bảo vệ được. Nhưng một khi lâm vào tình cảnh, thì hai chúng ta không thể nào chăm sóc cho con được đâu. Chính Nhi à, con và đại ca con đều là bận tâm lớn nhất trong lòng ta. Ta sẽ không để cho hai con phải chịu bất kỳ tổn thương nào đâu. Phụ thân, con đừng nói gì nữa. Thiếu thúc, chúng ta đi thôi. Thái Nguyệt, cô đang nghĩ gì thế? Cô đang nghĩ, không ngờ Lý Hoài lại có thể từ bỏ kho báu chỉ vì một người con gái. Nhà họ Lý được sụp đổ, chắc chắn họ sụp đổ bởi vì một chữ tình. Người làm việc lớn thì không thể công này tiêu tiết đâu. Sao có thể để tình cảm này rớt buộc chân tay chứ? Đây cũng chính là điều mà Di Sư luôn muốn con ghi nhớ. Mong rằng con không làm sư phụ thất vọng. Sao tự nhiên sắc mặt con lại kém như vậy? Có lẽ là do thời gian gần đây luyện công lâu quá nên sức khỏe yếu đi. Tối nay Di Sư sẽ thông khai chân khí cho con. Mấy ngày nay con phải thực sự cẩn thận đấy. Không cần đâu ạ. Thái Nguyệt không muốn khiến sư phụ lãng phí nội lực chút ít trong khi mọi chuyện đối đang như thế này. Được rồi, nếu có chuyện gì không hiểu rõ thì con cứ nói với ta đi. Dạ. Tình hình của Lý Hoại với người đồng sự thế nào rồi? Người của chúng ta phải đi rồi, chắc chắn là sẽ có tin tức nha thôi à. Làm gì vậy? Làm gì là gì đây? Cô làm gì thế hả? Cơ bẩm thánh chủ, vừa có tin tức truyền về, cao cung công của Đông Sưởng đã tới Kim Thủy Thành rồi. Không ngờ con cáo già này lại đích thân ra tay cờ đấy. Xem ra đã nhất định phải đoạt được kho báu của băng kim tiền rồi. Có điều chúng ở ngoài sáng, còn chúng ta ở trong tối. Đợi đến khi chúng đến được kho báu rồi thì chúng ta sẽ hành động dễ như trở bàn tay thôi. Vậy như cơ hội này tiêu diệt Đông Sưởng. Có điều đã xảy ra một chuyện rất kỳ lạ. Chuyện gì? Nói ta nghe xem nào. Hình như Lý Hoài này đã phát hiện ra con rồi, nhưng mà hắn ta không hề giành mặt con, mà hắn còn giúp con giấu đi sự tồn tại này. Không biết hắn ta quyết đồ gì đây. Lý Hoài cũng là một người thông minh, tất nhiên là hắn sẽ không giành trần rồi. Nếu không có sự tham gia của Huyền Thần Cung chúng ta thì hắn đào đâu ra thế lực nào để kiềm chế Đông Sưởng chứ? Tham kiến công công. Miễn lễ. Lý công tử, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp công công. Xin hỏi Phương Khả Khả hiện giờ ở đâu? Lý công tử đừng vội, để đến ngày mai chúng ta tìm được kho báu thì tất nhiên sẽ để công tử thấy cô ta thôi. Mong là công công đừng nuốt lời. Bản công công ta chưa từng nuốt lời đâu. Cái Lý công tử đi cả ngày rồi, chắc là giấc giả rồi đấy. Sắp xếp Lý công tử một căn phòng, tối nay chúng ta dừng chân ở đây, và ngày mai chúng ta lên đường sớm. Thuộc hạ tuân lệnh. Xin mời Lý công tử.
quay về giống cũ. Không ngờ tình hình như thế này. Thái Nguyệt, Khởi Bóng Công Công, Tu Hà phát hiện ra tung tích Nguyệt Thần. Nguyệt Thần sao? Không lẽ có kẻ để lộ tung tích ra ngoài sao? Bẩm Công Công, biết kế hoạch này chỉ có Tử Long Hoa thôi. Ta biết rồi, đi xuống đi. Rõ. Nguyệt Thần nếu đã tới rồi thì đừng học quay về. Đến rồi. Ai mà ngờ được Thượng quan Kim Hồng là dấu khô báu ở núi tuyết như vậy chứ. Như thế chúng ta hành động như thế nào đây? Mong rằng Công Công ra lệnh. Chắc chắn trong hành động này sẽ bố trí rất nhiều cơ quan. Nếu mà cứ liều lĩnh xông vào thì chắc chắn sẽ chết đấy. Cho nên để an toàn, định nhất giả nhờ Lý Công Tử vào trước thăm dò tình hình xem sao. Và ta sẽ đi sau. Chính là ở đây. Cái người làm gì? Yên tâm đi, hắn ta không chết được đâu. Tất cả mọi người vào trong. Quả ra trong hang động này đúng là còn một điều bí mật khác. Quá ra ngươi muốn học người ta chơi trò chim sẻ bắt dê à? Cũng được. Nếu ngươi đã vào đây rồi thì đừng nghĩ đến chuyện có thể ra ngoài. Hang động kho báu này sẽ là nơi chôn các ngươi đấy. Đây là cô. Yeah.
Quán gì với các ngươi cả. Ta biết mục đích các ngươi đến đây là cái gì khô bóng mà thôi. Hay là thế này đi, ta và ngươi liên thủ với nhau. Sau khi chuyện thành công rồi, ta sẽ chia ngươi ba phần như thế nào? Ngươi đúng là không coi Nguyệt Thần Cung ra gì rồi. Nguyệt Thần Cung cũng là người chẳng ra gì hết. Chia cho ngươi ba phần để đến mặt lắm rồi đấy, đừng có mà không biết suy nghĩ chứ. Thứ ta muốn là toàn bộ khô bóng. Nếu ngươi cản trở việc của ta, ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Quan Nhi, Quan Nhi. Quan Nhi, nàng sao vậy? Thấy đỡ hơn chưa? Không ngờ ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Ta cứ tưởng rằng ta có thể dần dần già đi, nhưng không ngờ cái giá phải trả lại chính là cái chết. Không, Quan Nhi, nàng nhất định không chết đâu. Vô Cấu, ta chỉ muốn hỏi chàng một chuyện này thôi. Đời này chàng có từng yêu ta không? Có chứ. Cả đời này tất nhiên là ta yêu nàng rồi. Đời này người duy nhất mà ta yêu chính là nàng. Ta chỉ yêu mình nàng mà thôi. Vậy vì sao chàng lại không cưới ta? Quan Nhi, ta xin lỗi. Giống như ta cứ nghĩ đợi khi chúng ta chấn hưng lại ban kim tiền, ta có thể cưới nàng dậy một cách dễ dàng rồi. Đáng tiếc là ta không đợi được đến ngày đó rồi. Không, không đâu, nàng có thể đợi được mà. Nàng nhất định không có chuyện gì đâu. Bây giờ ta sẽ đưa nàng về ngay, đợi nàng khỏi lại chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Chàng có biết không, đời này cuối cùng ta cũng có thể là một người phụ nữ hoàn chỉnh rồi. Quan Nhi, Quan Nhi, Quan Nhi à, Quan Nhi. Này đừng nói gì nữa, đừng nói gì nữa mà. Ta nhất định báo thù cho nàng. Vô Cấu, chàng đừng đi. Ta đã chán ngấy cuộc sống phải chém chém giết giết này rồi. Không bằng cứ chết đi một cách bình yên và lành lẽ lại tốt hơn đấy. Này không thể chết được đâu. Này không thể chết được đâu mà. Này phải gắn gượng lên cho ta đi. Gắn lên. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy cùng làm một vợ chồng bình thường có được không nào? Không có ân oán giang hồ, chúng ta sống một cuộc sống bình đạm, cùng nuôi dạy con cái và con cháu đầy nhà. Chúng ta sẽ có con cháu đầy nhà mà.
Chúng ta không cần đợi thêm kiếp sau đâu. Chỉ cần kiếp này thôi là đủ rồi. Ta đưa nàng về. Chúng ta ở bên nhau mãi mãi. Quan Nhi à. Quan Nhi. Quan Nhi. Quan Nhi. Nào. Lý Hoài. Lại là ngươi. Làm hỏng chuyện tốt của ta rồi. Ngươi có là truyền nhân của tiểu Lý Phi Đao thì sao đây chứ? Lý công tử thấy chiêu lý đạo của người trả lại cho người chưa? Tự nhìn người trước đi rồi hãy nói. Ngươi có thấy là mình luyện phi đao vừa nhanh vừa bảnh không? Xin lỗi nhé. Tao có nói với ngươi là biết tình ta đưa cho ngươi chỉ là đồ giả thôi. Nhớ nhé. Có lúc chỉ nhanh thôi cũng vô ích thôi mà. Ngươi. Thái Nguyệt.